tin báo khẩn cấp về cơn bão số 6. Hồi 13 giờ chiều nay thì ở vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ vĩ bắc, 112,2 độ kinh đông trên vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 440 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 20 km/h. Trong 24 giờ tới thì bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h. Đến 13 giờ chiều mai ngày 27 tháng 10, tâm bão ở trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ. Cường độ bão mạnh khoảng cấp 10, cấp 11, giật cấp 14. Trong 48 giờ tiếp theo thì bão sẽ di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, sau đó chuyển Đông với tốc độ khoảng 5 km/h trên vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Trung Bộ. Cường độ bão suy yếu xuống cấp 9, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, từ sáng ngày mai 27 tháng 10, ven biển các tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Nam có khả năng sẽ xuất hiện nước dâng cao do bão với độ cao từ 0,4 đến 0,6 mét. Trên đất liền ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 12. Mưa lớn kéo dài, bờ sông Ngàn Phố ở vùng thượng huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều diện tích chè của người dân. Sau nhiều ngày xảy ra mưa lớn, bờ sông Ngàn Phố đoạn qua xã biên giới Kim Sơn 2, huyện Hương Sơn liên tục bị sạt lở nghiêm trọng. Gia đình anh Lê Văn Hòa hiện có hơn 1 hectare chè công nghiệp LDP2 và PH1 trồng sát bờ sông. Thời điểm hiện tại, nhiều diện tích chè của anh đã bị sạt lở, cuốn trôi, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Từ trên kia xuống đấy là nó sạt hết khoảng mức khoảng 4 tao đấy, mất hẳn 4 tao đấy. Giờ tính còn cái chương trình chỉ mà khắc phục được hẳn thôi. Tình trạng sạt lở đất dọc bờ sông Ngàn Phố đã gây thiệt hại rất lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến tư liệu sản xuất của người dân. Tuy nhiên, các bên liên quan vẫn chưa có biện pháp ứng phó, khắc phục sạt lở. Nước lũ đã xâm hại vào cái diện tích đất sản xuất nông nghiệp, cụ thể là rồi 100 đe dọa 160 hectare chè của các thôn Thường Kim, Làng Chè và Tiền Phong. Cho nên là nếu mà không có cả cái giải pháp để khắc phục cả cái kè bị hư hỏng tại thôn Thường Kim với Làng Chè thì cái vùng hạ lưu phía dưới thôn Tiên Phong thì sẽ bị sói lở rất là nghiêm trọng. Cây chè được xác định là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở vùng thượng huyện Hương Sơn. Tuy nhiên, khi đất trồng chè dọc bờ sông Ngàn Phố bị sạt lở, cuốn trôi nghiêm trọng, lại đặt ra không ít khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế bền vững từ cây chè. Tối qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Bùi Văn Từ, 52 tuổi, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Ông Bùi Văn Từ quê quán Hà Tĩnh, thường trú tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ông bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Bùi Văn Từ trong ngày 25 tháng 10. Trước khi được bổ nhiệm làm trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, ông Từ là phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk. Sáng nay tại quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, Bộ Công an khai mạc hội thi điều lệnh quân sự võ thuật công an nhân dân cụm số 4 với sự tham gia của 20 đội tuyển với gần 4.000 vận động viên. Lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh, hội thao là dịp góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại lễ khai mạc, các đại biểu và du khách đã được xem những màn biểu diễn võ thuật, khí công, các tình huống xử lý xuất sắc trước các tình huống giả định có các đối tượng khủng bố, thể hiện trình độ và sức mạnh của các chiến sĩ công an. Đây cũng là dịp đưa hình ảnh người công an nhân dân không chỉ tinh nhuệ mà còn gần gũi đến cộng đồng tại thành phố di sản cố đô Huế. Sau buổi lễ khai mạc, các vận động viên sẽ tranh tài tại nhiều nội dung như thi lý thuyết, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ công an nhân dân theo quy định của hội thi. Tin bão khẩn cấp cơn bão số 6. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20 km/h trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.
48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, sau đó là Đông Nam với tốc độ từ 5 đến 10 km một giờ trên vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Trung Bộ. Cường độ tiếp tục suy yếu xuống cấp 9, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, biển động dữ dội. Từ chiều tối và đêm nay đến ngày 28 tháng 10, ở khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa từ 300 cho tới 500mm, cục bộ có nơi trên 700mm, cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn. Để ứng phó với bão số 6, một số tỉnh miền Trung đã triển khai các phương án hỗ trợ người dân, chăng chống nhà cửa, kêu gọi và sắp xếp neo đậu tàu thuyền trước khi bão số 6 đổ bộ vào đất liền. Tại Quảng Ngãi, lực lượng bộ đội biên phòng đã sử dụng bao cát, gia cố mái, chắn chống nhà ở cho nhiều hộ dân khu vực ven biển, nơi có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão số 6 như huyện Bình Sơn, huyện đảo Lý Sơn. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cũng đã yêu cầu huyện Lý Sơn hoàn thành di rời 145 hộ dân vùng có nguy cơ đến nơi an toàn trước 22 giờ tối nay. Các địa phương ven biển phải hoàn thành việc di rời, sơ tán hơn 2.000 dân vùng nguy cơ cao trước 7 giờ ngày 27 tháng 10. Tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành lệnh cấm biển từ 10 giờ sáng nay. Ngay trong tối qua, các đơn vị bộ đội biên phòng tuyến biển tỉnh Quảng Nam đã đồng loạt bắn pháo hiệu để thông báo về diễn biến của bão số 6 cho tất cả các phương tiện còn đang trên biển, khẩn trương vào bờ và tìm nơi trú ẩn an toàn trước khi bão vào đất liền, đồng thời chỉ đạo cho tất cả các đơn vị tuyến biển duy trì 100% cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi có yêu cầu hỗ trợ của cấp trên, của chính quyền và của nhân dân địa phương. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã ra công điện số 4 ứng phó với bão số 6, yêu cầu sẵn sàng triển khai ngay các phương án sơ tán, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong thiên tai, nhất là tại các khu vực dân cư đang sống ở những vùng trũng thấp, vùng ven biển, ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, nhà cửa không kiên cố. Đặc biệt chú ý các khu vực tại huyện Hòa Vang và các quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ. Thời điểm này, miền Trung bước vào mùa mưa bão. Tại Quảng Nam, nhiều quả đồi đột nhiên nước toác, sạt lở khiến chính quyền phải di dời nhiều người dân. Địa phương này đang khẩn trương tìm đất, lập làng, xây dựng các khu tái định cư. Nhưng vấn đề lớn nhất là thiếu vốn và các khu đất trống để lập làng cho dân. Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân làng Cà Đăng, xã Tà Binh, huyện Nam Giang luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ vì nhà tạm bợ ở mép sông Thanh. Gia đình ông Len thuộc diện được hỗ trợ xóa nhà tạm nhưng không nhận được tiền vì trong vùng sạt lở không thể xây. Nhà là cho mà 60 triệu, cuối cùng nhà nước đi kiểm tra bảo đừng làm, không cho làm, bảo nguy hiểm, kiểu như làm sau này mất công, chưa bố trí nhà cửa chưa có. Tỉnh đã giao cho huyện Nam Giang tìm quỹ đất xây dựng khu tái định cư, vốn đã có nhưng việc triển khai dự án chưa thực hiện vì vướng nhiều tảng đá lớn. Mà gặp đá rất là nhiều cho nên là cái việc mà triển khai khoan đục đá thì nó tốn thì thời gian, rồi phải xin ý kiến. Rồi cái việc xin chủ trương, xin ý kiến của tỉnh để có cái việc cơ chế nổ mình, đến nổ đó đó. Ở miền núi, nó tìm ra một cái vị trí để tái định cư trong một cái làng, đây là một vấn đề khó. Cái khó thứ hai nữa đó, có thể nói là nguồn lực đầu tư ở đây khá lớn, mà ngân sách có thể là cùng một lúc không thể thực hiện hết được. Tôi cho đây là vấn đề cũng hết sức khó khăn. Ở miền núi, mật độ dân cư thấp, địa hình hiểm trở nên khó tìm được đất để xây dựng nhà. Nếu không thận trọng, làng mới xây cũng bị sạt lở. Còn xây khu dân cư xa nơi ở cũ, người dân lại không có đất sản xuất. Vì vậy, quy hoạch, sắp xếp dân cư miền núi vẫn đang là thách thức đối với chính quyền Quảng Nam.